triệu hồi 500 anh em là fan của Win Team tới ngay video này và xem hết video để biết được những bí mật về các cặp đôi trong nhóm Win Team nhé. Ai cũng biết đây là nhóm TikToker có lượng follower siêu khủng với những thành viên trai xinh gái đẹp và trong nhóm có tới 4 cặp đôi đang yêu nhau. Vậy thì hôm nay chúng mình sẽ cùng khám phá một trong số những thành viên của Win Team. Bắt đầu nào! Câu 1, đố bạn nhận ra đây là cặp đôi nào? Biệt đội Win Team thường xuất hiện với 4 cặp đôi và cặp đôi nào cũng được rất nhiều người yêu quý và ủng hộ. Tuy nhiên, trong 4 cặp đôi này thì cặp đôi Thành Trúc và Thế Bằng là cặp đôi có lượng follower ít nhất đội. Với lượng follower hiện tại của hai anh chị là anh Thế Bằng với 3,2 triệu lượt follower và chị Thanh Trúc đạt 3,5 triệu lượt follower. Thế nhưng đó không phải là rào cản để hai anh chị bước đến thành công, mà đó là động lực để cả hai anh chị phấn đấu tốt hơn trong sự nghiệp của mình. Câu 2. Vậy các bạn có tò mò là anh Thế Bằng và chị Thanh Trúc gặp nhau như thế nào không? Có duyên nào đã dẫn anh Thế Bằng gặp chị Thanh Trúc nhỏ, đó là TikTok hay Facebook? Tháng 1 năm 2020, tại một sự kiện TikTok mà anh Thế Bằng và chị Thanh Trúc đã có lần gặp nhau như vậy. Sau sự kiện vài hôm thì bỗng nhiên cả hai anh chị lại gặp nhau trong buổi quay TikTok. Và đó cũng là lúc anh Thế Bằng say nắng chị Thanh Trúc. Đó cũng là cơ duyên và định mệnh mà anh Bằng với chị Trúc đến với nhau. Câu 3. Anh Thế Bằng với chị Thanh Trúc bắt đầu yêu từ khi nào? Duyên của hai anh chị đến với nhau ngay từ tháng 1 năm 2020, nhưng mãi đến cuối năm 2020 thì cả hai anh chị mới chính thức yêu nhau nhé. Và đến hiện tại, cả hai anh chị đều rất hạnh phúc. Cả hai anh chị cùng nhau tham gia chương trình Tâm Đầu Ý Hợp và đã cùng nhau trả lời xuất sắc các câu hỏi do chương trình đặt ra. Sau chương trình đó mới thấy rõ cả hai hợp nhau như thế nào. Câu 4. Vậy anh Thế Bằng có phải là mối tình đầu của chị Trúc không nhỉ? Mùa không chua cũng chát, mối tình đầu không nát cũng tan. A hi hi, thế nhưng anh Bằng và chị Trúc không phải là mối tình đầu của nhau đâu các bạn ơi. Hy vọng hai anh chị sẽ là mối tình cuối cùng của nhau và sớm có một đám cưới linh đình, hạnh phúc nhé. Chị kính hỏi thật nha, nếu được idol mời đi đám cưới thì bạn có đến dự đám cưới của idol mình không? Câu 5. Chị Thanh Trúc mất nụ hôn đầu từ lớp mấy? Đầu của chị Thanh Trúc không dành cho anh Bằng mà đã bị cướp đi từ năm lớp 11, tiếc cho anh Bằng ghê. Thế nhưng anh Bằng lại nói rằng mình không phải là người hôn đầu tiên nhưng mà chắc chắn mình sẽ là người hôn cuối cùng. Wow, anh Bằng thật tuyệt vời phải không các bạn? Mong sự cố gắng của anh Bằng sẽ được đền đáp nhé. Quê của anh Thế Bằng ở đâu? Nam Định hay Bình Phước? Trời, anh Bằng có tận 2 quê hương các bạn ạ. Quê gốc của anh thì ở Nam Định, còn nơi mà anh sinh ra và lớn lên là tại Bình Phước nha. Và hiện tại thì anh đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh nhé. Vậy còn chị Trúc thì sao nhỉ? Theo bạn, chị Trúc quê ở Tây Ninh hay là Bắc Ninh? Chị Trúc thì sẽ biết ngay, quê chị ở tỉnh Tây Ninh đúng không nào? Tây Ninh nổi tiếng với một loại muối siêu ngon. Bạn có biết loại muối chấm đó có tên là gì không? Hãy bình luận xuống phía dưới video nếu bạn biết nhé. Câu 8. Nãy giờ chúng mình vẫn chưa tìm hiểu về cung hoàng đạo của hai anh chị. Bạn có biết anh Thế Bằng thuộc cung hoàng đạo nào không? Sư tử hay là sử nữ? Trong 12 cung hoàng đạo thì cung sử nữ là cung có nhiều ưu điểm nhất, không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn siêng năng, chăm chỉ, có trái tim ấm áp và đó cũng chính là cung hoàng đạo của anh Thế Bằng. Anh Thế Bằng sinh ngày 23 tháng 8 thuộc cung sử nữ, là người đàn ông bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Thế còn chị Thanh Trúc thì sao? Chị ấy thuộc cung hoàng đạo nào và có hợp với anh Bằng không nhỉ? Bạn đoán chị ấy thuộc cung song ngư hay song
22 tháng 5 năm 2001, cầm tinh con rắn và thuộc cung Song Tử. Đây là cung hoàng đạo, vô cùng thông minh, lại xinh đẹp, may mắn cả về tài lộc và tình duyên. Nữ Song Tử cũng chính là một mảnh ghép hoàn hảo với nam xử nữ đó nha. Câu 10. Chị GB Thanh Trúc và anh Phạm Thế Bằng, ai lớn tuổi hơn? Có gì lạ khi anh Thế Bằng là người lớn tuổi hơn chị Trúc và chỉ cách nhau có 4 tuổi thôi. Anh Bằng sinh năm 1997, còn chị Trúc sinh năm 2001. Rắn chính là con vật mà chị Cindy và chị GB Thanh Trúc đều sợ. Còn các bạn fan của chị Kính thì sao? Bạn có sợ con vật nào không nhỉ? Hãy bình luận xuống phía dưới video cho chị biết bạn sợ con gì nhất nhá. Câu 11. Cơ mà mọi người có biết anh Thế Bằng có chiều cao bao nhiêu không? Kiêm diễn viên nhưng anh Bằng không hề có chiều cao nổi trội, mà chiều cao của anh là 1m68, làm tròn lên 1m70 được không nhở? Dù ông trời không cho ngoại hình hoàn mỹ nhưng tài năng mới là thứ giúp ích cho sự thành công của anh Bằng. Câu 12. Người ta thường nói con đường ngắn nhất để đi đến trái tim là đi qua chiếc dạ dày đúng không các bạn? Vậy món ăn mà cả hai anh chị đều thích là gì? Tôm hoàng đế hay là ăn cua? Không chỉ hợp nhau về tính cách mà món ăn cũng hợp nhau luôn. Món cua là món ăn mà cả anh Bằng và chị Trúc đều rất thích ăn. Ngoài món ăn đó ra thì món ăn gắn kết hai anh chị với nhau là món ăn đầu tiên mà anh Bằng nấu cho chị Trúc ăn trong lúc bị bệnh đó. Và thịt nướng cũng là món đầu tiên mà anh Bằng nấu cho chị Trúc ăn đấy nhá. Câu 13. Việc nào mà chị Trúc thích anh Bằng làm hàng ngày? Ôm nhau, hôn nhau hay là nấu ăn? À trời, cặp đôi nào yêu nhau mà không thích ôm hôn nắm tay nhau chứ nhở? Chị Trúc của chúng ta cũng như vậy đấy, đều muốn người yêu của mình thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Và điều chị Trúc muốn ngày nào cũng làm cho mình đó là ôm nhau. Chẳng hạn như ôm nhau khi xem phim này, gặp nhau là ôm nhau này, hí hí. Đấy, cứ tình cảm như thế kia thì bảo sao mà mọi người không ghen tị cho được chứ. Câu 14. Cơ mà thường khi yêu nhau sẽ không chỉ có yêu thương nhau đâu, mà mới đầu yêu thường rất hay chí chóe với nhau, gây lộn với nhau. Vậy anh Bằng và chị Trúc khi cãi nhau thì ai sẽ là người im lặng? Một điều nhịn là 9 điều lành, nhưng nhịn không phải là hạ thấp bản thân mà là giữ hòa khí hai bên. Lúc nóng giận để tránh làm tổn thương chị Trúc, anh Bằng đã lựa chọn sự im lặng, chứ không có chuyện lời qua tiếng lại, không hồi kết. Câu 15. Để hiểu nhau hơn thì không chỉ có cãi nhau mới hiểu đâu nha. Vậy nên cả hai anh chị đã tham gia chương trình Tâm Đầu Ý Hợp để hiểu thêm về đối phương hơn. Đặc biệt trong lần tham gia này còn có cặp đôi Nguyễn Văn Tài và Ngô Ngọc Hòa cùng tham gia. Đố các bạn biết cặp đôi nào đã giành chiến thắng? Việc thì cả hai cặp đôi đều ngang tài ngang sức nha. Thế nhưng để hiểu nhau và hợp ý nhau thì không phải cặp đôi nào cũng làm được đâu nhé. Và nhờ vào sự tinh tế thấu hiểu đối phương khi yêu nhau thì cặp đôi giành chiến thắng trong chương trình lần này là anh Bằng và chị Trúc nhé. Vừa rồi chúng ta đã đi qua 15 câu hỏi bí mật về cặp đôi Phạm Thế Bằng và GB Thanh Trúc. Các bạn thấy video ngày hôm nay hay thì hãy nhấn like và subscribe kênh Chị Kính Đố Vui nhé. Còn bạn nào muốn làm idol của mình thì hãy bình luận xuống phía dưới video để chị Kính có thể nhìn thấy và làm sớm nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì nhớ là tắt điện thoại và học bài ngay đấy. Chị Kính xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!